Em chào tất cả bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em quay video đang bán cây kiếm tước ngọc các anh chị. Ở đây là cái chậu to nó đang hoa. Ở đây là cũng là một cái chậu tước ngọc nữa, nó cũng đang hoa. Đây là hoa cây tước ngọc này. Cái này nó đang tàn, anh chị em nhìn cánh nó bắt đầu tàn, nó rất là vàng. Đấy. Thực ra ấy, thì cái lô hội này thì đây như cái này nó cũng là nó. Thực ra lô hội này thì anh chị khi mà nó nở trắng hoặc vàng ấy, thì nó nhìn chung là do thời tiết nuôi. Nhà các anh chị mà nhiều nắng ít nắng thì nó nhiều nắng thì em thấy nó hơi vàng. Đây. Nhưng là cái cây tước ngọc thì đặc trưng của nó cánh thủy tiên rất là đẹp và nó dày hoa anh chị ạ. Cánh thủy tiên này rất là đẹp, bông nào cũng thế, nó đều là cánh thủy tiên rất là đẹp. Đấy, nó tàn rồi nó chỉ giữ form thôi, nó không bị nó không tội vặn cánh. Cái này với cây cánh bầu Thái Nguyên là hoa là giống nhau, nhưng khác nhau về thân lá anh chị ạ. Ở đây hôm nay có rất là nhiều hoa nhà nở, nhưng mà em cũng thời gian cũng mấy dạo này cũng đang bận nhiều nè. Em quay đây là cây vàng cánh bầu Hải Phòng anh chị ạ, vàng cánh bầu Hải Phòng. Đấy. Ở đây em quay một số những cây đang nở, xong em vẫn quay đến để anh chị cùng xem. Cái cây hôm nay em bán chắc khoảng tầm 30 giây nữa, à 1 phút nữa, cho em chỉ 1 phút nữa. Đây cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này anh chị. Đấy, phần hoa nó to và dài. Trắng cánh bầu Thái Nguyên anh chị nhá. Nở trông nó vàng vàng đúng không ạ? Nhưng mà trông nó cũng vàng, chứ nó không hẳn là nó trắng đâu. Đây, cây này nữa. Cái này cũng là cây trắng cánh bầu Thái Nguyên này các anh chị. Đấy, cần hoa rất là to đấy. Cái này đang hé nhưng mà trông nó cũng vàng đúng không ạ? Cần hoa to và dài. To và dài. Đấy, cây cánh bầu Thái Nguyên. Hoa cũng xem nhau anh chị ạ. Còn đây như cái này thì nó là cây tuyên quang. Đấy, cây tuyên quang này thì cái đặc trưng của nó là vai nó gần ngang hai cái cánh dưới này của nó này. Anh chị nhìn vai nó gần ngang. Đấy, bông nào cũng thế, hoặc như cái này bông này là vai ngang này. Cái này thì bông trông giống lạc sơn. Đúng không ạ? Anh chị nhìn nó trông giống lạc sơn. Đấy, đây là cây tuyên quang nhá, anh chị nhá. Đây là cái trắng tuyên quang. Hoặc như đây là cây vàng cánh bầu. Đấy, vàng cánh bầu, đây là trắng tuyên quang. Đây là một số những cái cây khác mà nó ở vườn nó nhiều. Đây, ví dụ như cái lô này. Lô này là cái lô trắng tuyên quang này, anh chị ạ. Đây, nó rất là nhiều. Đấy, đây. Anh chị nhìn bông. Bông nó vai nó gần ngang. Đây là cây trắng tuyên quang, anh chị ạ. Hay là vàng tuyên quang ấy, nhìn chung nó cũng là nó cả. Nhìn chung vàng hay trắng nó cũng là nó cả. Cây tuyên quang này. Anh chị nhìn bông hoa nó rất đẹp. Vai nó ngang. Và mùa hoa nó tròn mà nó giữ form rất là đẹp, nó không bị quăn cánh. Một số cây, đây là một số những cái chậu kiếm ở nhà thì chung là ở trong cái khu này là cái khu trồng kiếm nha em. Khu trồng kiếm nha em, nó nở hoa thì với cái cây nở hoa này thì cho nó ra nó rất là nhiều hoa, các loại thì chung là kiếm thì nó cũng nhiều hoa. Thì để mà xác định được một cái cây lô hội mà nó có đúng tên hay không, nó có chuẩn hay không thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm anh chị ạ. Đấy, thì anh chị xem thêm những cái video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa nhé. Để các anh chị biết thêm về những cái cây lan kiếm trắng, kiếm vàng, cũng như là một số những loại kiếm khác để anh chị nhận biết rõ hơn về những cái cây lan kiếm anh chị nhé. Thì đây em xin phép là vào một cái cây lan kiếm ngày hôm nay. Cái cây lan kiếm ở tuyết ngọc anh chị ạ. Cái tuyết ngọc, như cái tuyết ngọc này nó là 400.000 anh nhá, cây số 1. Đấy, cây số 2 nó là 400. Những cái cây này là kiểu củ ở trong ấy anh chị ạ. Đấy, ví dụ như cái này nó có còn mắt ngoài này. Đấy, còn mắt ngoài. Cái này cây số 2 là 400 anh chị ạ. Cái tuyết ngọc. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 này cũng thế. Cũng đều là 400. Tuyết ngọc. Đấy. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 này là 500. Một thân một mầm anh chị ạ. Cây này nó vừa ra cuống hoa vừa rồi. Đấy. Mầm bên này thì chưa nhìn đâu. Đấy, cây này là cây mới tách. Cây số 5. À cây số 4 là 500. Anh nhá. Tiếp theo sang cây số 5. Cây số 5 này là 600. Cây này nó thân to hơn và nó hai mầm anh chị ạ. Đây nhìn hai mầm ạ. Hai mầm to. Anh nhá, nó ở thân tơ. Cây số 5 này là 600. 600 anh chị ạ. Rất là đẹp. Khá đẹp. Anh chị về trồng cây tuyết ngọc này nó cứ dễ hoa và dễ trồng.
nó đẻ cần hoa, nhìn chung rất là đẹp. Đây, tiếp theo là cái cây này. Cây này là nó là hai thân nhưng nó không phải hai thân tơ. Hai thân này. Hai thân này là 700 anh chị ạ. Cây số 6 là 700. Đấy. Tiếp sang cây số 7. Cây số 7 này thì nó cũng là 700. Đấy, một thân hai mầm rất là to. Cây này 700. Đấy. Tiếp theo em sang cái cây số 8. Cây số 8 này là hai thân. Hai thân này là hai thân cây số 8 này em bán là 900. Anh chị em. Đấy, tiếp theo hai thân này. Hai thân này thì nó là 4 mầm. Anh chị ạ. Hai thân này, cây này là cây số 9. Cây số 9. Hai thân nó phải 5 mầm đây này anh chị nhỉ. 1 2 này. 3 này. Đấy 4 5. 5 mầm này thì khả năng nó có một hoa. Và 3 cái con, à 4 cái con khả năng thế. Cây này là 1,1 triệu anh chị ạ. 1,1 triệu là cây tuyết ngọc này. Đấy, nó rất là khỏe. Tiếp theo là cái số 10. Cái số 10 này là 1 triệu anh chị ạ, nó là 2 thân. 2 thân này là 1 triệu, nó rất là đẹp. Rất là đẹp. 2 thân này là 1 triệu. Đấy. Cái này thì chưa để mầm anh chị ạ. Đấy. Tiếp theo cây số 11. Hai cái cây này là, thì nó cũng là 1 triệu. Anh chị ạ, cây số 11. Nó cũng là 2 thân tơ. Một thân này nó trưởng thành phình củ to, một thân này nó chưa có gì. Cả cái lô này là đều là tách, em tách ở trong một chậu dài anh chị nhá, đều tách trong một chậu dài. Tiếp theo sang cái cây này là cây số 12. Cây số 12 này nó một thân, hai thân một mầm. Cây này thì nó là 1,1 triệu anh chị ạ. 1,1 triệu hai thân một mầm, hai thân tơ mầm. Cái cây này mầm nó to, thân mập. Nhìn chung cái mầm nó lộ hẳn ra này rồi thì em mới tính, còn cái mầm mà chưa lộ thì em cũng tính. Hai thân mầm là 1,1 triệu anh chị nhá. Tiếp theo sang cây số 13. Cái này là 3 thân, nó có 2 mầm. Cái này là 1,6 triệu anh chị nhé. Gọi là mầm to á. Thì còn cái thân ở giữa này thì là nó đẻ sừng trâu ra hai cái thân hai bên. Anh chị ạ, cái này là 1,6 triệu. Đấy, đây là cái bộ lá của nó. Rất là to. Nói chung lô hội này thì lá nó nhiều lá. Đâm là em quay nó hơi khó. Và gần như cái tỷ lệ vỡ lá của nó gần như không có anh chị nhé. Một cái là lá của nó là trông hơi xấu nó đẹp thôi anh chị ạ, bởi vì nó nhỏ mà nó không hay bị vỡ lá như thằng lô hội, à thằng tiên vũ em xin lỗi. Thì các anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa để biết thêm thông tin anh chị nhắc. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.